Em đây là tía tô với bột mì để em rán nhé cả nhà nhá. Em cho dầu và rán trứng nhé cả nhà nhé. Bây giờ em cho trứng ra rồi em cuốn sushi cả nhà nhá. Rồi em pha nước để trộn với cơm nhá. Sushi giấm này. Đường này. Muối này. Quậy đều lên mình cho sushi nhá. Nước em pha xong rồi này, bây giờ em cho vào cơm trộn này. Ăn nhá.
xem được gì nào. Vinh chào các bác chưa? Xin chào các bác, xin chào cô chú, xin chào các bạn. Rồi đi đấy. Anh Vi thì thích ngồi ăn cùng gia đình cả nhà. Xì ngon lắm cả nhà ơi, mời cả nhà ăn nhá. Chai thương ấy con, chai thương ấy. Cái tô thơm ngon lắm cả nhà ơi. Con lên này cho em một cốc đi con. Đây cốc của Vi đây. Cỡ cốc đỏ nữa đấy. Con cầm tay ăn đi con. Thật ra thì người lớn ăn miếng to này thì mới đã nhỉ. Bình thường là cái tô các bạn không ăn sống bao giờ đâu, mình làm này các bạn ăn rất là ngon này. Ăn nó giòn giống như mình rán vậy nhỉ. Bí ngô này ăn cũng ngọt lắm. Các bạn ăn là chị tô giỏi quá nhỉ. Mẹ tưởng các bạn không ăn thì mẹ làm ít. Các bạn ăn được. Mồm thì Vi ăn này. Ăn 1, ăn 2, ăn 3, ăn 4. Cô Si quấn to này chỉ cần ăn 3-4 miếng là no rồi cả nhà. Ha ha ha.
Ngon chưa? Giỏi quá. Mẹ hay làm thuốc sinh nhỏ quay video, bây giờ mẹ thích chơi quay video ăn đá hơn. Ừ. Anh Bom bảo là mỗi hôm mẹ hay làm sushi nhỏ, hôm nay mẹ làm sushi to quay ăn nó đã hơn. Đấy, anh Bom giỏi chưa? Anh Bom làm cấp chứ. Úi giời ơi, anh Bom bảo như thế này mới là đẳng cấp chứ nữa. Thiết, biết đẳng cấp kìa. Giỏi thế à? Con bé tí đã chứng tỏ đẳng cấp vậy. Siêu bu tê ở nhà rất là ngon, chứ một hiền một tuổi rất ngon này. Con đi ở muốn giả các đi đi niệm nó là khác. Gái sushi này mà ăn thì em cá hồi ngon lắm cả nhà. Nhà em ăn là cá hồi sống không quen đấy. Em cộng với trứng cà rốt với dưa chuột cả nhà. Thị truyền thống của con ăn thường ngon. Nem là cái tô ngon quá nhỉ. Nguyên là ăn no rồi đấy. Người cái này cuốn to chỉ cần 3 cái là ăn nó rồi thì nhà không biết ăn cố một cái nữa đi, những người cố một cái à. Của con ấy. Của con đi, con là của con này đấy. Của con hỏng lại đây chưa? Làm cái tô này không? Nhà đông người nhưng mà hơi chật chút cả nhà. Nhà ơi, cái món natto của bọn trẻ con rất thích ăn này. Nếu cô với bột mì chiên thì ngon lắm. Chưa sơ qua thôi mình ăn cũng thấy ngon. Hôm nay em thử món lạ như thế nào mà là hai con thích nhờ. Cái mình làm natto ăn rất là bồi cả nhà. Mẹ đánh cuộn may mắn chưa? Chưa. Đánh cuộn may mắn là đánh như thế nào? Con cuộn may mắn. Con cuộn may mắn. Chưa. Cả nhà ơi, hôm nay món ăn rất là ngon. Ăn hết sushi. Nhà đi tô này còn khoảng 1-2 cái nữa. Tí nữa ăn nốt. Tí để cần cho anh chị Bống với em Bon nắp ăn. Thì hôm nay video của em đến đây cũng là dài rồi ấy. Hẹn gặp lại cả nhà video lần sau nhá. Video của em có hay, các bác hãy like, đăng ký ủng hộ cho kênh TV nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bác.